Đấy, mỗi điểm. Vâng, mỗi điểm chị tạt tí đi lấy may rồi. Hai chị em bác khách đang cực kỳ là tươi cười và phấn khích khi mà trực tiếp được tay mình đang thể hiện cái nghi thức là khai mộc, chính là tự tay đục những cái nhát đục đầu tiên lên tranh đây. Và một số người thì nói rằng khai mộc là hơi màu mè, nhưng mà thực tế thì cũng giống như các bạn đi may quần áo ấy, nếu như mà các bạn được cắt cái nhát cắt đầu tiên vào một cái xốp vải rất là đắt tiền thì chắc chắn là cảm xúc của bạn cũng khác, đúng không? Hoặc là khi mà bạn đi mua cái ô tô ấy, bạn được trực tiếp tay mình chọn ra cái màu mình thích này, những cái kính mà mình muốn này, hay là chỉnh các cái chế độ option mà mình muốn đặt lên trên cái xe đó, hoặc là siết cái tay của mình để vặn cái ốc cuối cùng để hoàn thiện cho cái xe của mình, thì chắc là các bạn cũng sẽ có nhiều cái niềm vui riêng, đúng không? Thì cái hình thức khai mộc nó cũng giống như thế. Và đây là tác phẩm biển chữ Nếp House đã hoàn thiện sau một tuần chế tác nhá. Và hai chị em bác khách này thì đang xây dựng một cái homestay tại Ninh Bình có tên là Nếp House. Và chị ấy muốn thiết kế một cái biển để đón tiếp khách hàng sao cho thật là ý nghĩa và phù hợp với phong cách của đồng quê Ninh Bình, như là có cái đầm Vân Long và đang có mấy cái con thuyền trôi thong thả này, hay là những cái cánh đồng lúa bạt ngàn cùng cái biểu tượng của hạt thóc và cây lúa chữ bông